Thưa quý vị, thưa các bạn, tháng 5 năm 1995, dòng khí đầu tiên được đưa vào bờ, mở đầu cho sự hình thành và phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam, mở ra một chương mới cho ngành dầu khí Việt Nam khi bước vào lĩnh vực khí đầy tiềm năng. Kể từ đó, ngành công nghiệp khí không ngừng lớn mạnh là nguồn năng lượng không thể thiếu của quốc gia. Theo vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương, thị trường khí dầu mỏ hóa lỏng LPG tại Việt Nam liên tục đạt mức tăng trưởng cao trong giai đoạn gần đây khoảng 10% so với mức tăng trưởng trung bình 4% của thế giới và khu vực. Nguồn cung LPG trong nước được cấp từ các nhà máy xử lý khí và nhà máy lọc dầu như Dinh Cố và Cà Mau, nhà máy lọc dầu Dung Quất và nhà máy Condensate Đông Phương. Nguồn cung nhập khẩu LPG của Việt Nam chủ yếu từ Trung Quốc, Qatar, Kuwait, Thái Lan và Ả Rập Saudi. Trong 6 tháng đầu năm 2021, sản lượng khai thác dầu thô, khí ngưng tụ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã vượt 15% so với kế hoạch đặt ra, góp phần hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác quy dầu đạt 9,68 triệu tấn. Khoảng hơn 20 năm nay đối với phát triển ngành LPG của Việt Nam, từ cái sản lượng trước những năm 90 khoảng 400 tấn gì đó, một năm sau đó đến năm 1999 là những năm mà bắt đầu là LPG của chúng ta bắt đầu do nhà máy Dinh Cố ra chạy thử và bắt đầu nó có luật công ty, thì sản lượng lúc giờ nó khoảng chừng cũng 100 khoảng 180.000 tấn một năm. Như vậy cho đến thời điểm này thì chúng ta đạt khoảng 2 triệu 2, 2 triệu 3, tùy cái con số thì chúng ta tăng trưởng độ tiêu dùng đấy khoảng độ 10 11 lần. Là doanh nghiệp chủ lực trong ngành công nghiệp khí Việt Nam, tính đến nay Tổng Công ty Khí Việt Nam PVGA đã xây dựng hệ thống hạ tầng ngành công nghiệp khí tương đối hoàn chỉnh, gồm 5 hệ thống khí với trên 1.200 km đường ống, 3 nhà máy xử lý khí, 13 kho chứa LPG công suất gần 100.000 tấn, cùng hệ thống phân phối khí, sản phẩm khí trên toàn quốc, giá trị tài sản gần 65.000 tỷ đồng. Hàng năm, PVGas cung cấp cho thị trường trong nước từ 9 cho đến 10 tỷ mét khối khí khô, khoảng 1,6 triệu tấn LPG và 60.000 tấn condensate là nguyên liệu đầu vào để sản xuất gần 20% sản lượng điện quốc gia, 70% nhu cầu đạm và nguồn nhiên liệu cho nhiều khu công nghiệp trên toàn quốc. Hiện nay, PVGas đã góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng. Có thể thấy khí có vai trò quan trọng trong các khu công nghiệp, đặc biệt là tại khu vực phía Bắc trong thời gian tới đây, chẳng hạn như khu công nghiệp Tiền Hải, tỉnh Thái Bình đang được xây dựng trở thành khu công nghiệp sử dụng khí trọng điểm tại miền Bắc, lấy khí làm cơ sở để phát triển và thu hút thêm các nhà đầu tư phát triển ngành công nghiệp khí tại khu vực Bắc Bộ. Có những cái doanh nghiệp lớn khác trong vòng độ khoảng độ 6 tháng nữa là cùng thôi, 6 tháng gần năm nữa thì họ sẽ cũng sẽ tiêu thụ đến mức một ngày là khoảng 230 đến 250 tấn LPG một ngày. Thì tất cả những câu chuyện đấy đặt ra nó đem đến rất nhiều những cái vấn đề. Đối với thị trường miền Bắc thì cuối năm 2021 này và sang năm 2022 thì là cũng LNG đã có một vài công ty đã có những phương án tôi cho là rất khả thi đã sẽ cấp LNG vào thị trường miền Bắc. Cái việc LNG đưa vào sử dụng sẽ rất nhanh. Ý nói ở đây là không phải chỉ về phương diện doanh nghiệp, về phương diện quản lý nhà nước và mỗi doanh nghiệp chúng ta ở đây vấn đề nó đặt ra là hết sức cấp bách. Năm 2021, Petro Việt Nam đặt mục tiêu khai thác 9,72 triệu tấn dầu thô, khai thác 9,76 tỷ mét khối khí, sản xuất 22,71 tỷ kWh điện, 1,62 triệu tấn phân đạm, 6,37 triệu tấn xăng dầu. Với mục tiêu trên, tổng doanh thu năm 2021 khoảng 491.000 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu này, trong 6 tháng còn lại của năm 2021, tập đoàn sẽ phải tiếp tục cập nhật, tăng cường công tác dự báo về tình hình kinh tế vĩ mô, thị trường để nhận diện rủi ro, tiếp tục thực hiện các biện pháp đảm bảo cân đối giữa sản lượng dầu và khí để hoàn thành chỉ tiêu quan trọng nhất là sản lượng khai thác dầu khí, đẩy mạnh mở rộng thị trường khí, các sản phẩm lọc hóa dầu, phân phối các sản phẩm dầu khí. Đảng bộ PVP đặt ra cái mục tiêu là phải tăng cường cái công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình, đảm bảo cái hoạt động sản xuất kinh doanh một cách an toàn, một cách hiệu quả. Bên cạnh đó thì đẩy mạnh cái tái cơ cấu của toàn tổng công ty, tập trung vào cái tái cơ cấu dự án, tái cơ cấu về đầu tư, tái cơ cấu về tài chính và đặc biệt là trong công tác quản trị.
Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam giai đoạn đến năm 2015, định hướng đến năm 2025, dự báo cung cầu khí của cả nước và từng khu vực, thì giai đoạn sau năm 2020, khi nguồn khí khai thác trong nước không đáp ứng được toàn bộ nhu cầu thị trường, cần phải nhập khẩu LNG để bù đắp sản lượng khí bị thiếu hụt và đảm bảo cung cấp khí cho các nhà máy điện mới theo quy hoạch điện 7 điều chỉnh và trong quy hoạch điện 8 đang được lấy ý kiến. Xu hướng giá khí khai thác trong nước đang tăng cao do nguồn khí từ một số mỏ của tập đoàn dầu khí đang chuẩn bị phát triển, nằm ở khu vực nước sâu, xa bờ, có điều kiện địa chất phức tạp, thành phần tạp chất cao, chi phí đầu tư lớn nằm xa tuyến ống trục. Vì vậy đòi hỏi các bộ ban ngành cần có các giải pháp đồng bộ chặt chẽ để đảm bảo việc duy trì phát triển ổn định của các mỏ khai thác khí, đồng thời đáp ứng nhu cầu tiêu thụ khí trong nước ngày càng tăng cao, góp phần phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.